Mấy nay anh đi làm vất vả quá trời ha. Trời, nay mới thấy bà tốt được bữa. Ủa bộ đó giờ tôi không tốt với ông hả? Có tốt gì đâu. Thấy ông cực nhọc quá, tôi mới sắm cho ông con vợ nữa đó. Đù, ngon à? Ngon sống ngon trời, thấy em tốt không? Đù, chị cảm ơn em nhiều nha. Rồi giờ tối nay ngủ mà giống bữa nha. Cho anh ngủ với vợ mới bữa đi chứ mới lấy gì mà vợ mới anh 18-19 tuổi vậy? Cái gì? Ông nghĩ là chị luôn hả? Ông nghĩ sao vậy? Tối nay ông ra ngoài sân ngủ với tôi. Tôi mới sắm chiếc xe cho ông mà giờ tôi thấy ông không đáng để xứng nhận chiếc xe đó nữa. Ngày mai tôi đem ra ngoài tôi bán, tôi lấy tiền lại. Thôi đừng bán rồi, để cho anh xài, đừng bán rồi. Đi ra khỏi nhà tôi liền, liền đi. Bực bội à. Làm gì ngồi đây ăn đóng buồn hiu vậy ông còn? Vậy chứ hồi sáng tôi ông chiến kê đi chiến đấu. Vậy mà bị mấy não xanh, anh hút hết trơn rồi. Mắt luôn vốn của tôi, mắt luôn chiến kê tôi nữa. Hết trơn không còn vậy chứ. Tôi ngồi đây tôi tức á nghe, mà tôi biết ai mà báo ha. Là tới số tôi rồi. Là tôi nè. Là tôi nè. Là tôi nè. Hôm qua tôi nghe ông nói chuyện điện thoại, cái tôi biết địa điểm của ông hết trơn rồi. Mà tôi sợ ông thua, cái tôi kêu mấy ông áo xanh vô hù mấy ông vố mà ai ngờ đâu vậy luôn hả? Hay quá, ai ngờ. Ngờ gì mà ngờ. Tối nay tôi ngủ mày xanh luôn nè, cho bà vừa lòng mà cho mũi trắng chích chết luôn rồi. Thôi mà mới mốt không có vậy nữa đâu. Mới mốt gì biết mặn lắm hơn mới mốt. Thiệt, tôi biết bực lắm luôn rồi đó. Thiệt á, tôi không biết nói sao với bà luôn rồi thấm. Người ta làm tao cái ăn, còn bà không làm mà cũng ăn nữa. Tôi làm muốn chết và tôi đem tiền cho bà. Bà xài, bà còn quản lý tôi nữa. Thiệt, tôi không biết nói sao, chán hết biết luôn. Vậy chứ giờ muốn tôi làm sao? Thì tôi tức quá, tôi nói thôi, tôi ngu thì tôi chịu, nói sao giờ. Vậy chứ giờ ông muốn hết ngu không? Tao bà chỉ được rồi, sao hết ngu bà chỉ rồi. Chữ tán vô đầu ông, cho ông tỉnh lại. Nghĩ sao tiền bạc để nuôi vợ con mà nói này nói kia. Tiền ông đưa tôi thì tôi cũng mua đồ ăn cho ông với con ăn chứ ai ăn. Mà nói chuyện kỳ cục vậy. Còn tôi la ông á là do ông nhậu nhẹt quá trời quá đất hả? Thì phải la chứ, để ông thôi ông nhậu nhiều ông bệnh rồi sao? Người kỳ cục quá vậy, la là la. Cái la rồi coi suy nghĩ lại coi phải không. Thì thôi nghe lời bà, mai mốt mình chung y cũ đi, coi như tôi chưa nói vậy đi. Thôi à, ghét rồi, tao hết nó nổi mày rồi Tèo ơi. Thầy cô chạy mày nhiêu mày trả hết nhiêu hả Tèo? Tới nguồn gốc mà thầy cô hỏi mày, mày cũng biết đường nữa. Dạ, là sao? Thì tại con tại gì mà tại, thầy cô hỏi mày có một câu con cái biết phải biết ơn ai là mày trả lời, mày trả lời kỳ cục vậy. Thì, mày trả lời gì đã con cái phải biết ơn cũng được chứ sao, mày nghĩ sao mày trả lời vậy được vậy hả? Vậy chứ không có được sao con cái đẻ được mẹ, không có được sao con cái đẻ được mẹ. Trời ơi trời, anh học bao nhiêu năm mà trả lời vậy đó, lại nhậu nhẹt nữa. Trời ơi, mấy bạn tôi rủ nhậu hoài, lâu rồi tôi cũng nhậu, nhậu luôn bữa vậy mà. Thôi mệt, không có lý do bọng gì hết trơn á. Ngồi mốt làm gì làm, đừng nói tôi nữa, tôi muốn quan tâm nữa đâu. Bực bội. Ông làm gì ông còn? Ông sắm xe mới mà không nói tôi tiếng nào hết trơn vậy? Ông không coi tôi ra gì hết trơn hả? Vợ chồng gì mà vợ chồng nữa? Thì hôm bữa tôi cũng suy nghĩ rồi đó. Suy nghĩ gì mà suy nghĩ? Vậy chứ bữa mà nói tôi ông làm gì ông làm, ông đừng nói với tôi nữa, tôi không quan tâm. Tôi suy nghĩ kỹ lắm rồi tôi mới mua, tôi cũng nói bà luôn đó. Thì tại bữa đó tôi giận quá nên tôi mới nói vậy thôi. Tôi tính là tiền đó tôi để dành tôi mua vàng mà giờ hôm nay mới mua xe hết trơn rồi. Đó rồi thôi, vậy bà bán xe mua vàng đi. Bán cái đầu của ông á, bán cái lỗ hay gì? Nói gì mà cũng nói được.